lời hứa sao bay chưa thấy quê mắt tay, giờ em đi đến đâu, gió ơi hãy trả lời em, chẳng lẽ những ước trao chẳng lìa ly thế sao, mong anh ở trốn xa bên người được bình. Các bạn đang nghe đĩa CD từ con Bossway các bạn nha. Ngoại hình về còn rất là đẹp và cái màu này nhìn khá là sang và sạch. Đang chạy tốt phần CD, đĩa chép. Và con này kết nối với điện thoại, máy tính, TV cộng 3.5 thông dụng. Và mình sẽ tặng kèm khi các bạn mua máy. Điện 100V, hàng xuất cho thị trường của Nhật các bạn nha. Đây là một cái dòng rất là nổi tiếng của Mỹ, Bose. Và cái Bossway này với ngoại hình nhỏ gọn nhưng mà công suất cực kỳ tốt và chơi được đa thể loại nhạc. Bởi vì bên Mỹ thì các bạn biết rồi, chơi đa phần là những nhạc pop, dance, remix, DJ. Còn cái vấn đề nghe nhạc trữ tình, hòa tấu là đa phần ở Việt Nam của chúng ta thôi. Và nhạc nhẹ thì ở bên Nhật. Trong diện tích phòng nhỏ gọn 20m2 đổ lại, phòng kính, phòng làm việc, phòng ngủ vân vân, thì nó đáp ứng tốt công suất cho các bạn, không cần phải lo lắng các bạn nha. Nếu mà so với những cái dòng loa vi tính đó, những dòng loa vi tính thì con này công suất nó tốt hơn rất là nhiều. Và ngay cả so với cái con loa 2.0 Bose Companion á, hai loa hai bên màu đen á, có một cái góc xéo lên á, so với con này thì công suất con này lớn hơn nha. Và con này cũng có cái màn hình lớn đẹp kim luôn cái phần đồng hồ. Nó là một cái đồng hồ điện tử và cũng có thể là một cái đồng hồ báo thức luôn. Chỉnh trên điều khiển các bạn nha, và sẽ tặng kèm cái điều khiển khi các bạn mua máy. Con này nó hạn chế cái phần nút tối đa luôn, tối giản cực kỳ, không có nút gì trên máy hết. Rồi chúng ta quay trở lại với phần test âm thanh cổng AUX các bạn nha. Mình đang mở nhạc trên YouTube các bạn nha. Mở âm lượng lớn lên, nhạc mạnh. Mình đo kích thước cho các bạn. Các bạn hãy biến nó thành một cái dòng loa vi tính, một cái dòng loa phòng ngủ với một công suất cực kỳ tốt và ngoại hình rất là gọn. Bề ngang 37, chiều cao là 10 đúng luôn, ngang 37 các bạn nha. Và chiều sâu của con này là 23 cm, 23, 10 và 37. Đây, đó các bạn thấy nó làm nhìn kiểu rất là đẹp ha. Hình cánh quạt và cái màu này thì khá là sang và màn hình rất là sáng nét, rất rõ chữ, dòng chữ của nó là cực kỳ lớn luôn các bạn, nhìn ở góc độ xa thì nhìn vẫn rất là rõ. Và các bạn thấy nghe nhạc với cái chất bass boost, cái phần âm trầm rất là tốt. Nếu mà so với những cái dòng loa cùng kích thước như vậy thì Bose luôn luôn là dẫn đầu nha về cái âm trầm và cái tiếng bass nó đánh ra rất là chắc mà không có bị mất đi cái phần âm trung và âm chép. Chúng ta chơi nhạc guitar rumba. We'll be right back.
chế độ hẹn giờ tắt 90 phút. Để các bạn thấy mình bấm trên điều khiển ha. Và cũng đang tạm tắt tiếng 30 phút nè, 40, nó sẽ đếm ngược khi các bạn chỉnh như vậy. Khi các bạn trong tối các bạn nghe nhạc bằng đĩa CD vân vân thì nó sẽ tự tắt khi đếm ngược đúng thời gian. Con này được trang bị hai cái loa toàn giải ở đây ha. Thì các bạn thấy Bose thì nó đa phần làm những dòng loa toàn giải. Bose sao đốc 1, sao đốc 2, sao đốc 4 gì cũng vậy hết, đều là loa toàn giải. Nhưng mà cái dòng Bose Way này loa toàn giải có cái đường kính lớn hơn, cái dòng Bose sao đốc và đường kính lớn hơn con Bose Companion 2.0. Một bài trữ tình nữa trước khi kết thúc bài test con Bose Way của chúng ta ngày hôm nay. Anh còn nợ em. Công viên ghế đá. Công viên ghế đá. Các bạn nghe tiếp bài Anh còn nợ em của Quang Dũng trước khi kết thúc bài test của chúng ta ngày hôm nay nha. Và còn nợ em dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ, con sông êm đềm. Anh còn nợ em chim về núi nhặng, trời mơ mưa đêm, trời mơ mưa đêm. Các bạn thấy âm thanh rất là trong trẻo luôn nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên bấm like cho mình và hãy nhanh tay tậu cho mình con Bose Way. Giá thành cực kỳ tốt các bạn nha. Và ngoại hình còn rất là đẹp. Tính năng hoạt động tốt, đặc biệt là CD đọc được đĩa chép luôn.